3, 2, 1, uống cà phê thôi các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề đếm và xác suất. Hãy làm một cốc cà phê trước khi vào bài tập ngày hôm nay. Một bài tập chả có gì là vui vẻ cả. Một bài tập tính toán. Và theo mình biết rằng là đối với học toán mà tính toán chay như thế này thì quá là nhàm chán và không biết là ý đồ của mình là gì, hay ý đồ của các thầy cô là gì. Thì mình xin thưa như sau. Ý đồ là học toán mà, cái gì nó cũng phải gắn với con số. Học toán mà, cái gì cũng phải gắn với tính toán. Học toán mà. Thế nên là khi có đầu bài thì hãy làm đi các bạn. Tư duy. Rồi ok. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào câu A. 9 dây thừa chia cho 8 dây thừa. 9 dây thừa chia cho 8 dây thừa. Thế không biết là các bạn có nhớ thế nào gọi là 9 dây thừa hay 8 dây thừa không? Thì công thức tổng quát là N dây thừa thì sẽ bằng N nhân N trừ 1 nhân cho N trừ 2 và nhân đến bao nhiêu? Nó nhân đến 2 nhân đến 1 thôi. Đấy, thì 9 dây thừa thì mình sẽ thấy thì nó sẽ bằng là 9 nhân 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Quá nhiều các bạn ạ. Câu dưới 42 chắc ghi hết 42 ra thì mình tay mình cũng nát, bàn phím hay bút viết thì cũng gọi là cùn hết các bạn ơi. Bút nó cũng ngòi mà. Bút ở bảng viết có ngòi. 8 dây thừa bằng 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Ok. Mệt quá, bây giờ đến lượt mình rút gọn. Trời đất ơi, giống nhau như thế này sao mà cứ bắt tính hoài vậy nhỉ? Kết quả sẽ là bằng 9. Quá đẹp. Thế các bạn có dự đoán được là 42 dây thừa trên cho 40 dây thừa ra bao nhiêu không? Mình tin tất cả các bạn đều có thể đoán được đúng không? Bằng 42 nhân 41 nhân 40 thôi. Biết nữa chắc học máu mồm chết mất. Như vậy là nhân 2 nhân 1 thôi. Và ở dưới thì làm sao các bạn? 40 dây thừa thì bằng 40 chấm 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 nhân 2 nhân 1. Và đến đây thì mình rút gọn thôi các bạn. Và kết quả thì là bằng 42 nhân 41 thôi. Ra bao nhiêu thì xin thưa các bạn tự tính nhá. Các bạn muốn biết ý, thì lấy máy tính ra bấm hoặc là nhấn chay. Còn không thì comment ở phía dưới hoặc là đọc comment. Mình tin là sẽ có một bạn nào đó sau khi xem xong hết video thì sẽ comment kết quả cho mình và chúng ta có thể copy kết quả ở phía dưới. Còn bạn nào không thích nhắn thì thôi, thì chúng ta sẽ phải tự tính tay. Rồi câu C thì hình như có chút nhầm lẫn các bạn ạ. Tại sao lại có chút nhầm lẫn? Hình như là ở trên đã là 9 dây thừa trừ chia cho 8 dây thừa rồi, ở dưới lại là 8 dây thừa chia cho 7 dây thừa thì nó không có ý nghĩa lắm. Thế nên là ý đồ của mình ở đây nó là số trừ các bạn ạ. Nhưng mà trong lúc có lẽ là trong buổi trời tối chập chờn mình lại gõ nhầm. Thực tế thì nó phải là 8 dây thừa trừ cho 7 dây thừa thì nó có ý nghĩa hơn. Phép trừ. Tại sao ở đây lại là phép trừ? Các bạn để ý một tí này. Nếu chúng ta có được tại sao lại có phép trừ? Bởi vì mình muốn khác đi là thứ nhất và thứ hai là phép trừ thì ở đây nó cũng khá có ý nghĩa đấy. Ví dụ nhá, các bạn nhìn thấy là 8 dây thừa trừ cho 7 dây thừa này thì mình sẽ viết là bằng 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5 nhân chấm chấm thôi nhân đến 1 đi, trừ cho 7 nhân 6 nhân 5 nhân chấm chấm nhân đến 2 nhân 1 đi. Thì các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta có trong 8 dây thừa thì có 7 dây thừa đúng không nào? Thế như vậy là mình sẽ có thể đặt ra được là 7 nhân 6 nhân 5 nhân chấm chấm nhân đến 1 và trong ngoặc chỉ còn là 8 trừ 1 thôi. Ok chưa các bạn? Như vậy là các bạn sẽ thu gọn là 8 trừ 1 thì bằng 7, như vậy là chúng ta sẽ có 7 dây thừa nhân với 7. Hay có nghĩa là 8 dây thừa trừ cho 7 dây thừa thì sẽ bằng 7 nhân với cả 7 dây thừa. Rất là đẹp đúng không nào? Cực kỳ có ý nghĩa luôn. Thế thì các bạn cũng có thể rút ra được một quy luật là 9 dây thừa mà trừ cho 7 dây thừa thì theo các bạn thì bằng bao nhiêu? Chắc chắn là sẽ phải có 7 dây thừa rồi, nhưng sẽ nhân với mấy nữa? Nhân với mấy nữa các bạn? Ở trong ngoặc sẽ còn là 9 nhân 8 trừ 1 đúng không? Và bằng 7 dây thừa nhân với 9, 8, 72 thì nhân với cả 71 nữa nhá. Ok, các bạn vẫn phải làm theo tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Chứ đừng ai có làm tắt là 9 dây thừa trừ cho 8 trừ cho 7 dây thừa thì lại bằng bao nhiêu? Lại bằng là 9 nhân 7 dây thừa thì thôi, hoặc là 8 dây thừa thì thôi, bởi vì các bạn lại lấy 9 trừ 1 thì bằng 8. Ở đây mình lấy 8 trừ 1 thì bằng 7 mà. Các bạn lại lấy quy luật là 9 trừ 1 thì bằng 1, à 9 trừ 1 thì bằng 8 thì bằng 8 nhân 7 dây thừa. Thế thôi rồi. Đảm bảo các bạn đã nhầm lẫn rồi đó. Ok, các bạn đừng bao giờ ghi nhớ các công thức mà chúng ta hãy hiểu các công thức thì sẽ làm được rất rất nhiều bài đúng không nào? Thế thì bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay nhớ bấm like và share cho mình nhá. Bye bye.